Thôi im tao mấy con im dám đấm chín mấy con gà gòi sợ thật. Nó tát cho không anh thấy không nó la lên một tơ sau nữa gần như một nửa lên moral rồi. Anh không biết con gà gòi mẹ moral nó cao đánh phải tính không đánh như thế thì được đâu con moral con đấy moral cộng một chứ mấy bé hết anh biết nữa. Lên em quét một tơ sau nó moral gần như là cả đám không sao đánh được. Gà gòi là con rơi. Con rơi con đấy moral có 5% lên nữa. Ủa ơi, để cười nhà em được con rượu. Nhà em kệ, anh không quan tâm. Em tui là cái lều nó cho con gì. Một rồi, sống thế. Anh em chưa có lều nó cho con thật ấp mà thôi. Sao bản này tự nhiên dài nhiều lều thích nhỉ? Ủa, lều 6 cái bia. Từ anh em gái được một cái nolic ngon này. Cái này xấu thì nó chấp nhận được. Cái lều đấy thì nó chẳng có con em. Ừ. Cái gì đâu nhỉ? Má định đánh mất tép trong của... Mình đeo lên 3 cái câu lòng. Ồ, nhìn thấy cái gì nhỉ? Lấy được cái fly rồi, lấy được cái fly à? Thì ăn lên trên rồi tí đo ngược về ra ăn sau được mà. Về để tính một tí đó, tính một tí đó. Em bé thành mít à? Thành chính. Sao cái lòng đất bắt em không có chạy lính nhỉ? Cái chạy lính đâu rồi? Chạy lính có phải trận nào có đâu. Chạy lính chưa có không mà. Nhưng mà gần như là tỷ lệ nó lên có cao. Ừ. À nó thay bằng cái nhà. Nó thay bằng cái nhà xương rồi. Ừ. 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 Tình. Lâu lắm rồi cái băng kê đẹp. Gọn đúng mà. Ngày 3 ngày là về thành ngủ, ngày 4 lên mặt đất. Đấy em phải cho mẹ hỗ trợ đi cho anh biết cũng được. Úi dồi ôi. Trung cốc một lâu. Bạn đang có chơi bộ môn nào khác ngoài bộ môn này à? Có, bạn đang chơi CSGO rồi. Có, bạn đang bắn CSGO à? Bạn đang bắn phí đâu. Có, trước cũng bắn nhưng mà về sau cũng không lời cũng bắn. Con em cũng già rồi. Không phải mà bắn xe tấm mãi luôn. Nó phải có tim. Chưa bắn mãi mà lên được có mãi không toát được lên 19 luôn, chán chán. Phí thì bây giờ phải có tim mới bắn được. Bắn lẻ khó lắm. Bắn lẻ ở danh thấp mãi à. Bạn bè đại học của bác đâu hết rồi. À. Bỏ hết rồi. Cho đi lấy vợ hết rồi. Thì... bắn mãi không lên được 10. Bài xấu hơn cả bài vừa nãy. Cái gì xấu quá. Xem con Navi bắn ức chế nhỉ. Bắn toàn còn giống như một người đâu. Ngon nhỉ. Đen đó là... Quên, em nhìn cũng là đen. Em cố chấp về cái con gì. Khó thế nhỉ. Cái gì nó xấu quá. Nó nằm đây thì ngon này. Nằm thật đây thì mai ra đường không có mana chơi. Lai cái điểm. Khó thật. Con nhiều con chết rồi. Dĩ thường. Ý con lời là nó nằm. Khó nằm. Sao giúp sạc ra. Ai giúp đâu. Bùng ra ấy chứ, tôi em chỉ... Mai đã ngày 4 rồi ạ. À? Mai đã ngày 4 rồi. Khổ thế, mà... Không cho làm nữa. Khổ quá. Không phải bảo là thích việc. Như nhau. Bác bỏ nát trong gom thì đi test thôi. Ui dồi ôi, đâu thế nữa. Tao có biết được kìa. Đó, đây là trận này cũng được. Ăn cái đi, ăn cái lều đằng nào cũng trận. Đâu mà... Dẫn ra chỉ là... Dẫn ra cái cầu bây giờ biết hết gì. Thôi mai không lấy được thành nữa rồi. Tay tay ấy rồi, thành lều rồi. Nó
Ôi giời, hấp dẫn. Ai lên rồi không có mana để làm từ hấp dẫn. Tôi đi hấp dẫn đấy. Hấp dẫn nhỉ? Thiên thần áp hả? Không, không, không. Thiên thần áp. Đúng rồi, Azur ơi, thiên thần áp thì bác. Trên cũng phải farm ngon hơn nhỉ? Giống đi đường vòng lắm. Rồi cứ lấy cái thành trước mắt đi đã, lấy cái thành trước mắt đi đã. Dở nhỉ. Giống đi đường vòng lắm. Bây giờ em Thiện nó muốn như nào? Em Thiện nó muốn vòng lên trên à? Em sợ, hình như em sợ phải đi vòng phát cái tít như này thì hơi mệt. Cái con in này có mấy cái tường này nữa mệt thế. Nó tầm này. Nó tầm này. Đứng nấp sau mấy cái tường nữa chứ. Hỏng rồi. Mà nó không nấp thì bác vẫn đi sau nó mà. Không, nó không nấp thì mình nên đánh nó trước được một phát. Khó nhỉ. Nó có đến nhanh nhanh cho mình chứ. Đi thẳng lên em biết tìm ra. Phết. Cái mì còn làm gì chặn mẹ nước con chó rồi. Thôi em quét con chó lại rồi. Quét con chó lại rồi. Bác HLU Phanh có chơi trò này không? Chơi chơi gì hả bác? Bác có chơi đùa không? Em có thấy bác chơi với bác Nam bao giờ đâu. Đùa em không đánh được. Tại vì nó nhanh quá, không đánh quen được. Xem luôn. Ê, trước bác đánh gì 8x18 à? Hả? Thế trước bác đánh gì 8x18 à? Hay đánh gì? 8x18 em ạ. Đánh chậm chậm thì em đánh được. Ngồi tính được thì em đánh chỗ này đánh nhanh. Có chơi cả bộ môn liên minh nữa. Xe vô, bây giờ chả chơi gì thêm. Đang chơi liên minh không? Có chơi liên minh. Này đi đâu? Giờ rủ TP làm quả flex đánh này, TP đánh ác lắm, TP top đánh ác lắm. Ít thủ đám như vậy mà TP. Mất tiền đánh gì rồi? TP cũng rách. TP đang khoảng kim cương 2, kim cương 3 rồi. Còn tôi mới bạch kim rách rồi bác. Anh nhờ Timmy kéo xanh. Ơ bác cũng làm, cái bác Timmy quen nhau à? Ừ. Không hẳn là quen, mà đợt đấy là Timmy nó hỏi về cái map về Devil, đi lên detail á. Xong rồi trao đổi nó cũng vào Discord rồi, xong nói chuyện rồi cũng chưa gặp được, cũng chưa gặp được. Không, không, không phải được. Giờ này em quên. trước thì hay cắp pin nhưng mà bây giờ là phải quay. Thực ra đánh mấy cái campaign của con A đánh cảm giác nó khó hơn là của biết ngay mà anh nhìn cái đường phòng này phòng phá thằng tít tôi tận đây. Cơ bản là vì mấy cái map của sao biết nó làm đâu. Em nó kinh. Nó phải đánh bằng nhiều tướng chứ không phải đánh được. Đây cái gì đây? Tiếp đây. Thì bác Nam cũng ít đánh mấy cái campaign của Hora nhỉ? Ít nhỉ? Bác Nam chê nó lùi đi, bác Nam cũng đánh. Cơ bản là nếu như mà đánh được kiểu mà nó giấu đường đi xong rồi vào đấy có phần thưởng bí mật để mà game nó dễ hơn đấy thì còn đỡ, đây nó giấu mẹ cả đường chính đi thì chưa làm sao được. Kẻ
Đâu, trước mắt Nam đánh cái map từ Wayfarer về cái map thắng map đấy. Đâu hết cả đầu cái map. Không, cái map đấy, cái map đấy nó mục đích của nó sinh ra để chôn mà. Bác đánh cái map MVP recovery chả vậy. Cái map đấy là map chạy hát nhưng mà nó không giấu hết đường đi đấy. Cho nên đánh cái map cái map element. Đánh không đánh bỏ chim đấy. Đánh lâu quá. Map gì? Element. Đánh map chim. Element lên đấy mất. Nha. Map đấy nhúng nhiều tường. Tôi đánh cái thành đầm lầy mà cảm giác thành đầm lầy khó đánh lắm. Nói chung là em đánh mấy cái map mà thấy chọn nhiều thành này không thích bởi vì là kiểu nó giống như là random map vậy. Không thích được mấy cái map mà đánh boss hơn. Bác Minh đánh với Minh Oanh gì rồi? Em danh vàng rách bác ạ, cứ lên đánh kim lại tụt. Tao anh Phan Anh đại có thủ nhưng mà đại có thủ 2017 ấy. Bây giờ chung bây giờ nhìn anh đánh buồn cười lắm. Anh đánh buồn cười hay em đánh buồn cười? Em chính em vẫn thế thôi. Chắc con kiến. Anh buồn cười. Kiến à? Anh như cá hay con gì? Con đang học gì mất gì mình? Em ở Lạng Sơn, bây đang học ở dưới Hà Nội. Dạ, thì tất nhiên thì bác phải học ở dưới Hà Nội rồi. Đúng rồi. Bác học ở kỳ công đi. Xuống kinh công có hỏi anh Thiện là anh nào là nó đấy. Đứng ngay chân cầu Nguyễn Vĩnh Tuy chuẩn nào lệch chém luôn hỏi quyết định công không. Mấy đẹp em về rồi. Em về rồi nhưng mà tí em đi có việc rồi. Sao mày có up thì hơi mệt nhỉ? Mới có up không? Đi cái hài ngày hài mình thì có lúc ấy bên công ty nó gọi host thì mới có đấy đấy. Có được con cái đâu cơ. Đấy, công ty nó gọi điện lên bảo là có việc lên xem chuẩn bị cho ca ngày mai mình tập sáng sớm chắc là ngồi nghỉ cứ tập đi làm thôi. Nào công ty ngủ cả ngày mai rồi không sao. Bắt đem hay đấy, bắt đem chạy Robin về xong lên Volan để chạy về rồi. nhầm cốt game kéo hết về sau anh ạ. Kéo hết về sau rồi. Con chim cắn 2 lượt. Được. Ý có ca đánh mỏi effect thì đấy. Không, con đấy không được, mày chết đấy. Mình tách con chim vào cũng được. Sao anh? Ủa rồi. À đâu, what? Bốn... anh phải tách con chim nào mà con này có nghĩa là con này là con hát linh có hát linh thì bản mạnh hơn của con ấy bản mạnh hơn của con master em linh thì con tập trung vào viết sáng viết nay anh mà em đen con đấy rồi à em đen con in thường này à không em đen đang cất nó trong mỏ gỗ ấy chứ cất mỏ gỗ nhưng bác con lấy ra bao giờ đâu. À, để mai sợ thiếu thôi không đủ hả? À, trong cái đất này giống có nhiều địa hình nhé. Đấy có đánh được không? Mẹ con này nó cũng đem lúc nào đấy, giáp đấy. Không giáp là anh đưa anh Nam được. Không để ý nói gì với anh em luôn. Anh Nam đừng xây gì nhau. Ừ, để xây lấy đất đúng không? Mai đánh cái mỏ Naga, à mỏ gì kìa? Mỏ con Medusa anh. Đập được ấy. Không thì đo xuống đánh nhà zombie lên dưới được. Đừng đừng đừng. Em bảo ở đây nhá. Đánh này. Không. Anh đo fly đánh đánh cái bốc xong rồi đánh nhà. À thôi, tùy em. Đánh nặng được, đánh nhà. Còn đấy hơi căng nhỉ. Không có cái gì đó. À không, không đánh cái ban ngày, mình lấy cái bốc vậy đã. Đó, cái bốc nào mà. Để cái hộp nào. Mày đánh con ca là bú rồi em chú ý. Đang đi bỏ anh đánh nhà zombie cho dễ. Thì đây. Nhà zombie bỏ phát rồi. Thằng này đấm luôn cái nhỉ. Ô, có cái mỏ chim kìa. Mỏ chim bốc. Nhà lùn, ngon luôn. Ừ.
cái thành này có cái Amulcat kể ra con phải biết nó làm gì. Thành không được. Con này á, tính ra là thành này em trả ra mua Amulcat thì bắn không được hết tên được. Con góp này nó nhiều tên nữa. Con góp nhiều, thực ra con này cũng nhiều ngoại trừ con Medusa với con bắn thành thành cướp biển. Cả con gì đó. Con thành cướp biển bắn ít hơn nó đau chứ. Đó, có bạn đấy, có mấy con đấy là bắn là ít tên đâu, còn lại con đào tên nhiều. Con Gremlin con Gremlin đấy. Con cung thành cướp biển nó bắn đau đấy. Con Gremlin thì có 8 gì không? Con cung này, cung thành cướp biển nó mà đánh cận chiến là không bị phản đúng không? Nó thoải, không phản. Nó không có penalty, penalty thành còn bao nhiêu con gà nhỉ? Con cấp cao nhất nó bắn xong nó còn nảy cái hồng tâm. Bao nhiêu con đâu ra? Đau, không biết là bao nhiêu, không soi được. Bây giờ mà fly thì có đến không nhỉ? Không hơi nhiều, sợ là nhiều đấy. Một bốc, một nhà chim, tầm khoảng 15 con. Nó bật cái ấy lên rồi tính, bật chuột phải lên rồi bật ô lên rồi tính xem. Anh liệu ô này được 15 con không? Được, anh còn 600 mover thôi. Đo ra lại có đến không? Nó bật chuột phải lên rồi tính, nó hiện ô rồi tính rồi dễ. Không được. Bấm, còn có 700 mover không đến được, đừng chéo hay không đến được. Chuột giữa ấy, bấm cái lăn kia. Không đến được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 không đến được. Anh còn có 700 mà. 5, 6, 7, 8. Anh đánh xong. Anh đánh xong nhập lúc. À, anh này 5, 6, 7, 8. Không đủ. Đừng chéo anh còn 700 nữa, không đủ. 700 thì là đủ. 1, 2, 3. Chơi luôn. Ngoài anh. Ôi dồi, gì đâu mà. 8. Bác còn bao nhiêu nước đi, bác còn bao nhiêu nước đi. 700. Thế thì bác Fly khả năng đến đấy. 5, 6, 7. Được, nước chéo thì sao được. Không. Đi xong rồi mất 50 rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Nước chéo thì không đến được. Sao bác này, lai lên đi rất thẳng hả bác? Ừ. Lai lên là thành đi rất thẳng hả? Ai bảo đi rất thẳng thì vẫn tính nước chéo mà. Ai phải lai lên như này chứ. Bác em ra mỏi đất, bác phải đất của TV đấy. Anh phải chạy hẳn đi chứ. Phải lai có đến không nhở? Ừ, đi mới biết được chứ. Lai lên thì cũng đấy. Chạy con chứ. Người hỏi. Sợ. Được, đánh luôn con đấy đi. Chậm luôn. Anh em đi xe ra chỗ mày chơi thì bị không nên đâu nhỉ. Thôi thôi. Thôi thôi. Mày ngồi biết rồi. Quyết. Có hai game thôi. Còn hai game nữa về à? Chỉ có một đó. Đúng. Được. Được. Ngon. Đất của bác Jimmy này cũng cái mỏ vịt này. Như vậy. Hôm trước đánh thành phượng đất của ngon nhà thiên thần đúng không? em đánh trước đánh trận thành thiên thần đấy, đất của nhà thiên thần luôn, hai nhà thiên thần luôn. Cáo lợn em đi. Cái bài cứ kiểu gì ấy. Xong rồi. Thôi học rồi. Nghe lợn. Tao đang làm, cái bài em xấu lắm. Không có cái gì đâu. Bắt nè. Ê, chi vậy? Em phát ở trên cái lô canh ấy. Ôi, xùi tê. Nhưng mà bài bác nam đẹp hơn bài bác Kimi nhiều. Bài em xấu lắm. Đúng rồi. Dạo này mình đánh với mọi người bài mình hấp idem luôn. Không phải bài bác đen mà là bài mọi người đẹp. Bài bác Kimi. Không bài. Bài mình đen. Như cái bài đánh lúc nãy đánh ông ra hạch cho. Bác biết là nãy đánh con Timmy, bác Timmy đánh con Shiba. Con Shiba tự nhiên là đứt chó không à? À đừng cùng anh Nam ơi, đo xuống ăn cái bốc ở dưới rồi. Cái này á? À? Bốc ở dưới con đo đấy. Đo rồi. Anh đo được 2 lần mà. Đúng thì còn. Đo ăn cái đấy. Ăn bốc xong rồi ăn hai kiếm xong rồi phù về giữa up chim vào đẹp. Người đầu anh chính xem mà bây giờ anh là còn 800 ăn cái còn 500 này, 500 mới đo xuống đây. Không đủ đúng không? 500 không đủ. Đo xuống luôn thì kịp. Đo xuống luôn thì kịp. Nên còn kịp. Tách quân á. Xấu quá, bài xấu quá. Anh Nam xây nhà thử lên. Xấu quá. Rồi nói. Sao bọn mày con nào không hết cắm mình nhỉ? Cái bốc có chỗ đen lên kìa, em quan à? Đâu anh? Bật đi. Bốc có chỗ đen lên. Chỗ đen chỗ nào? Dưới.
cơ 6. Đấy cái chuyện đen. Không cần cái nhà lùn đi xuống. À đấy, bóc này khổ lắm. À còn xong rồi với nhau thì có. Ôi khổ lắm. Đấy, cái gói nó ẩn mẹ, không thấy con nào phải. Ngon. Để có ăn con kia con. Ai có cái này chống rớt. Có cái này mà họ rớt thì mình ăn cái này chống rớt. Đúng rồi, mẹ con đấy khỏe đấy, đã ăn làm sao được. Con nào, con nào. Anh con này, bây giờ chỉ đánh được thôi. Tí hồi nữa đánh được ngay mà. Up lên. Đánh con golem ở dưới kia dễ hơn kìa. Mai đánh xuống dưới thôi nhỉ. Về. Em xem con Bartini à. Chị bắt xem Bartini. Mua hết bác up con bác gỗ lên là chi điểm thoải mái luôn đấy chứ. Up con góp lên đi MV. Nhưng mà Bartini không thích, Bartini không thích đánh góp mà. Hai chim đánh thoải mái rồi. Có mũ thì không cần phải đánh mũ thôi nhỉ. Nếu mà có mũ thì không cần đánh mũ. Góp up khỏe mà. Không vì anh phù về thành bên trên đấy. Anh phù thành bên trên đặt hitbox bên trên đi. Hả? Phù bên thành góc trên kìa. Đấy 1, 2, 3 hitbox đấy. Từ từ đã. Còn đấy anh lấy thành dưới để check cái mỏ đó. 3 cái bốc đấy với cả lâu chơi đất gió anh ạ. Chơi đất gió lên lâu rồi mệt lắm. Xa như vậy thì em sẽ đo. Được. Anh Nam có lên gấu không? Ừ. Em chưa biết được xem bài này. Anh có lên gấu không? Lên xem gấu đẹp. Chỉ lên chim rồi. Bài này anh Nam đẹp mà lên gấu thoải mái. Bởi vì ăn được mấy mỏ lùn nên được pha lê mấy cái mỏ quân khỏe như vậy thì có lúc cũng dễ đánh rồi. Đúng không? Không cần đánh rồi. Thì có lúc cũng dễ đánh rồi. Mà bỏ luôn thứ bỏ các thứ mình cũng nhìn hết rồi. Một nhà gấu ở đâu nhỉ? Hết tiền. Mà trả cơm anh, anh nhiều mana. Vừa mới ăn mana. Anh nhiều mana mà. Ừ quên. Được rồi. Ok. Tầm này anh đi lao vào nhà Cyclop. Gỗ đá. Hôm sau lên này. Ăn cái nhà hai chỉ số đấy. Một gấu ở gần thành này nữa. Mình nhớ có một cái gấu ở đâu nhỉ? Gấu ở chỗ con sư tử ấy. Ừ. Gấu gấu với anh gấu kìa. Gấu ở trên gần. À đây. Gần trên. Ở thành ngay nhìn rồi. Thành ngay nhìn rồi. Đây con này ngày mai đánh con này thôi. Đấy. Hết rồi. Khó rồi. Là phải mua rồi. Đang sướng tiền anh ơi. Tiền thiếu kim cương. Bên trên là đủ ấy. Bên trên là đủ tiền đấy. Anh Timmy cứ bị kỳ thị. Bây giờ phải cắm mỏ trước này. Xong về đây đánh banh này xuống đánh cái này à. Đấy thế như vậy à. Lên thành trên kia. Em bảo anh Năm. Anh lên thành Devin. Anh Fly anh đánh Fly với đo một lần đo ăn hai bốc đi. Xong rồi đo xuống nhà. Đánh cái nhà đấy. Fly đi. Thật ra bây giờ đánh cái gì cũng được mà. Đánh. Đánh sao cho mình hợp lý thôi. Uh-huh. Tách ra mà đánh. Ui. Logistic. Ở đấy phải lấy logistic rồi. Thôi em cần chơi cần vội. Nên đợi ất ban rồi. Để lấy 200 lên anh em. Đánh nhé. Tốt. Quay sang nhặt cái bốc rồi đánh cho dễ. Chết. Gõ luôn. Anh gõ của Timmy bị bít tuần nào ấy nhỉ? Quên anh. Quick. Đó, cô tư. Bốc nào ngon hơn trong hai cái bốc này? Ngon. Bốc nào ăn được hết mà. Bài khó rồi đấy, thử thách này. Đất gió chưa lên. Ui bốc đấy phải là ốc áp đấy anh ạ. Nói ít nó cần được xin vậy. 34 con này phải là ốc áp đấy. Ăn rồi nào. Con golem đấy à? Ừ. Trong con golem. Anh Nam thì đi đánh nhảy mỏ Cyclops là đủ kim cương anh. Cyclops thì mình nhìn hai mỏ rồi, mình bỏ hai ngày ra, một bỏ một ngày ra là được, đi cắm mỏ thôi. Ngày 6 đi cắm mỏ. Ờ.
34 up. Trời ơi, bà tám rồi quá. Đúng không? Đấy. 34 con đấy khỏe lắm. 34 con đấy phải là up. Up rồi, nhưng mà con đấy không có đây cao. Đây nhá. Up không up là AoE value cao hơn up quá mà. 34 con đấy nó phải ngang với cả 34 con mon 6. À mon 5 rưỡi. Không, con đấy mon 4 mà hack làm gì mon 6. Đấy mon 4, mon 4 chuẩn đấy. Đâu? Đây nhá. Con đấy mon 4 chuẩn. Con đấy là mon 4 chuẩn. Đừng xây kìa đấy. Không cần đâu. Đủ mana mà. Đấy, con người sắp phải mon 5. Khỏe lắm. Đâu, con đấy mon 4 thôi. Con đấy mon 4 chuẩn mà. Mon 4 phải là con người kim cương hay là người gì ấy. Đùa, con người kim cương là con mon 6 đấy bác. Con đấy mạnh hơn con người rất tí nhiều. Vậy thì con đấy phải mon 5. Con đấy khỏe lắm, mình bị con đấy tấn được. Không, con mon 5 được. Con mon 5 là con vô liên vàng. Hãy lấy sữa cho em. Mai anh ăn 2 mỏ là đẹp. Đi cắm 2 mỏ là đẹp. Để đo ngay. Do buồn nhỉ. Con Stereo Golem đấy chỉ số thấp mà nó được cái chạy nhanh thôi. Mình thấy con đấy đấm rất là đau. Bỏ đi gặp về đi. Đấy, không, anh phải lấy cái này ngang con ma cả đồng. Anh đang đợi không khí. Vẫn còn ngày mai thứ 7 mà. Ngày mai thứ 7 mình ra mình đánh cái này cũng được. Tí anh đánh hai nhà đây nhá. Anh đánh hai nhà kia à, hai nhà Cyclops là anh đã đủ gỗ đá rồi, anh không phải đánh cái đấy nữa. Muốn đánh cả cái bóc này, cái bóc này luôn. Tiện đường đánh cái bóc luôn. Up gog đi em Timmy ơi. Mai thì mình đo một lần đây, đo một lần kia đủ bán cái này mà. Được rồi, thì về đây rồi. Ba mỏ cơ. Thằng nào nhỉ? Có lên làm gì đấy? Được đấy. Làm gì đâu? Thì có chỉ đánh bóp to ngon mà. Đam nó đủ. Bây giờ em còn nhiều cái phải up hơn này. Cái này chưa lên này, cuối tuần rồi. Đất đó chưa mua. Quanh đấy anh có nhiều mục tiêu phết. Cả cũng nhà cũng hai chỉ số nữa đúng không? Em ưu tiên những cái cần hơn. Đây đất giói mà chưa lên được. Các con góp lên làm gì đâu. Tách 30 con óc anh. Tách thành 30-30 con óc ấy. Óc nào? Thành 10 con này á? 60 con ấy. Vẫn đi sau sạch lốt. Ý em mà đứng kiểu này gì? Bài mà nó tách thêm một con chim nữa. Tách hai cọc chim. Hai cọc chim đánh làm sao đấy hết một cọc Cyclops được. Có Cyclops không chết được. Chết chứ. Làm sao mà chết được. Đây là con này đánh mới được trung bình 600 máu, con này 70 thì 7642, nhưng chết được chứ. Bài xấu quá anh em ơi. Cái ngủ nó lém chó. Bố đáp em xui đây mắt rồi. Đấy, xây được một nhà rồi anh xây đi. À anh Fly thằng đấm luôn đúng cái bốc kia sao? Đấy. Cái bốc của ngay trên anh Fly không đủ bốc không ạ? Ngày mai anh này đánh đây xong rồi đo một lần đây đánh đây không đủ. Anh hết lần đo rồi. Nếu mà đo đây, mà lúc anh không phải, lúc mà anh chỉ được đo một lần nữa thôi. Thế là anh phải cái giếng ngày mai mới đủ được. Giếng đấy anh ăn rồi mà. Hả? Đâu? Giếng đấy anh ăn rồi. Hai bên mà. Hai phải đo rồi. Giếng ăn được hai bên mà. Đo. Vâng. Em không biết rồi đấy. Xem nào. Vẫn là lót. Để 1-3 thì hay hơn, cái con orc ấy thì nó gần hơn. 1-3. Vâng. Con orc để 1-0-1 ấy thì nó cối được. Nó rích tích. Lại thiếu con 3 đá đen nhỉ. Không sao. Bài xấu quá. Đấy đẹp rồi. 300.
Sao xem nhà anh Nam ít mỏ tiến nhỉ? Mình nhìn phải đấy, có anh bảo là không hiểu sao cứ đánh anh em ấy. Bánh biết ít cực luôn ấy. Phải hai nhà Naga đánh ở đâu? Đánh Tây lúc nào cảm các brick rất là dễ. Nhưng mà đánh với anh em lúc nãy rằng banh trôi rất là xa. Cô lên thành coi. Đấy, đánh trên đấy có hai cái nhà. Hai nhà không về lần lấy quân nhá, thôi. Lần nào đánh với anh em cảm giác cái đường ấy, nó chỉ có chạy thẳng này đâu. Đây. Không, nhưng bài này vẫn đẹp, bài này vẫn đẹp. Vẫn đẹp mà, lên được cái vẫn đẹp rồi. Phải nhìn bài em với thẩm họa. Bài em làm sao? Em xấu quá. Xấu quá. Rất gió, không có gì cả. Thì đây ra đây là 500. Đi quanh nhà đấy rồi, không biết làm cái gì. Ork đứng đây, Ogre đứng đây. Con này là speed 4 lên speed 5 cho đứng đây vụt trước. Con này đứng dưới, con chó này đứng, à chim đứng đây, đúng rồi. Tách cái này ra. Cái bốc phần gió đi, em tìm đi đánh cái bốc phần gió này. Ủa, nhiều thế. Đẹp. Điện ớt, sao không cắn luôn vào đấy nhỉ? Cắn luôn nào? Quả đấy con chim đi mua ăn, cắn luôn con chim. Không, anh đang định nhường. À, để cho con này nó đánh, để nhường đánh con này. Nhưng mà nó lại khôn quá, lại không lên, ok. Không sao. Okay. À lại tới à? Hay giả đèn thế. Có đèn không? Được. Vẫn đâu một nhà nữa ấy. Đo xem mà. Thôi về ăn cái thư viện ăn hai nốt hai cái bóc vậy thôi là được. Được, thế được. Rồi lấy quân thôi, mà đi mổ nhà rồng thôi. À, từ từ. Anh lấy tiền anh áp hết. Đang bảo anh hấp hết cái đống kia lên. Đống nào? Đống à? 60 con quốc. Ừ. À chưa được. Gộp với thành công. Gộp thành cục 75 đấm được cục. Chưa được. Hết tiền rồi. Cái nhà Naga bên trên anh ăn chưa? Naga bên trên ăn rồi. À cái chưa ăn này. Vẫn còn lực cái, ngon. Ngon. Nhà Naga cũng to. Toàn nhà Naga to. Đấy, ôi lại không đến, cay tê. Không lùi không đến này, không đến này. Lùi. Ôi. Bị sao không? Ôi thôi hỏng rồi, ôi thôi hỏng rồi. Ui rồi. Cái gì á? Thế. Kiểu gì cũng mất chim rồi. Tui mi khó khó này, đánh với hay này. Cay thế nhỉ? Lê Ngô Lan quả. Ừ. Bao nhiêu thứ em chưa làm được. Mà lên cái đất gió nó cũng đã mệt lắm rồi. Em nghĩ là ngày mai anh Nam ơi. Anh Nam mai anh nhà ăn nhà cộng 2 chỉ số ấy. Như nãy đánh với đạt đúng thật. Anh đánh với đạt đỏ mất hết rồi. Hai cái đây nhá. Đi đánh nhà rồng. À đi đánh nhà cộng 2 chỉ số xong đi đánh nhà rồng luôn. Còn hai cái nhà. Còn hai cái bốc kia thì không cần đâu, hai bốc kia để sau cũng được. Ý mình ra mid, mình thiếu quân thì mình lấy bốc đấy cũng được. Yeah. Đấy. Ừ. Lấy cộng 2 số đập nó rồng. Xong đi brick luôn. Để lực đánh nhà Naga đi. Bởi vì em nghĩ nhá. Đánh nhà bây giờ thôi. Không cần. Nhà to quá thì chịu, nhà nhỏ thì đánh. Đi vậy xíu. Đấy. Con 600 được. Đây. Đánh con thời là mai qua đây. Em nghĩ là anh cũng còn một nhà. Thế như này ấy, em đang nghĩ là khả năng phải tầm 14 mấy, 141 em mới bắt đầu đi break. Để break không lại họ. Tất cả họ đều đánh trước mình. Break thiên thần á. Break ta mít họ chiếm lại mít ngay, không có cái gì cả. Gõ bài mình bóc xấu quá đấy, bóc không vụt đau lắm, bóc tóc đấy chết luôn đấy, em mà không chết. Đấy thủ khỏe thôi, máu khỏe thôi, còn công bình thường, công cũng khỏe. Con nào công bình thường, con đó công cũng khỏe. Mà bánh Cyclops ở đâu nhỉ? Về đi. Hết rồi à? Gì cơ? Anh nào về 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 thành chim lửa tí lưng tóc con Orc lên. Từ anh xem còn đấy không, để anh tìm gì? Tìm cái nhà đơn quân với cả cái
Nhà luôn quân điểm đi chứ. À đây chim lửa. Đây đây. Ok, thế ra brick luôn. Thế mà anh về đánh chim lửa đấy nhỉ. Mày lên đấy người brick. Cái gì mà nghe có 10 anh gom con óc kìa bạn. Đấy, lúc ấy chỉ số cũng như chỉ vậy này, 131 131 mình đang ngủ cực. Nhìn thấy Timmy đã full rồi. Thế rồi. Anh nhìn anh bỏ quá. Bây giờ nhá, 132 đúng không? Ừ. Anh đi up orc, không phải anh đi brick đường đấy đúng không? Anh chiếm thành đấy đúng không? Ừ. Tầm 134 là anh ra mid đúng không? Ừ. 134 cuối 134 anh phù về thành bên dưới thành Titan đấy. Xong anh xuống anh chiếm với thành góc dưới đấy. Em nghĩ là vẫn ở dưới đấy vẫn còn một mỏ gấu nữa. Không. Cái góc đấy. Có 2 mỏ gấu thôi. 2 mỏ gấu rồi. Có bao nhiêu? 2 mỏ gấu thôi. Có 2 mỏ gấu thôi. Thành gấu chỉ có 2 mỏ thôi. Bỏ qua bác cái thành gấu đã dễ xây rồi bác còn đòi 3 mỏ nữa. 3. Chính là bây giờ ấy, bây giờ cái mình cần nhất bây giờ ấy là một cái sack loop để mình up gấu luôn. Up gấu luôn thì đâu anh ra mid anh đi gặp thì anh đập luôn bên đường ấy. Tầm này á? Anh up. Ừ, anh up orc lên bây giờ nhá. Anh up orc lên anh chiếm thành. Xong anh chạy ra mid gặp nhà rồng anh bập. Gặp nhà Cyclops anh bập. Vin. Tí anh Nam xây chợ tất cả mà... mình về mình mang được gấu ra mid đi thẳng luôn ấy, không phải về nữa ấy. Mình cũng chưa cần mid bây giờ ấy. Bây giờ mình đi vòng vòng rồi mình đi lấy quân cái thứ ấy, nó lại mất thêm thời gian ấy. Cái cứ mỗi ngày mình mất tầm khoảng 400 mình di chuyển từ thành này sang thành nọ là mất nhiều mà. Chết rồi, chết rồi. Chỉ số họ chưa anh Nam với Nam mít boom boom là dòng anh Nam ạ. Ôi rồi à kia có nhà có mỏ 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 lùn thôi chả cần đánh làm gì nữa đánh cái gì cầm đây đang vào nhà si có lúc nó khỏe à brick đấy. Ôi rồi đúng con dễ ở sách đất luôn kìa anh à. Có cả cờ, cờ lông nữa luôn nè. cờ lông ra luôn thì chỉ có gặp tùng chiều nãy gặp được trận Siva có sách nước thôi. À đâu có nước thôi. Anh nào có sách nước này. Siva phải học được nước thì mới cờ lông được. Ờ, sách nước. Siva không cần nước cũng cờ lon được chim nhé bác nhé. Chắc là mon cao, quên. Mon 67 mới phải học học nữa. Chịu chết rồi anh được xét luôn. Đánh luôn. Anh Nam đánh check đất đây, luôn. Để anh để xem được mover không đã. Check mover đã, rồi đủ. Chịu chết ủa? Luôn ạ. À. Đất bên kia đất gì? Đấy, xong rồi về. Xong phi ra mít gặp cái gì đập cái đấy tí vẫn đấm cho nhức người luôn. Không 133 chỉ số anh Nam rồi mà bài mình vẫn chưa có một cái vị gì cả sợ thật bài xấu điên để anh nghiên quyết cái bóng anh Nam bài này tháng 3 này bài này chắc phải tháng 2 mới break được không bởi đấy thì break dễ dễ thôi chẳng qua là break xong mình có cái gì để mình đánh tiếp không ấy chứ break xong chết vậy tuần sách mình không để làm gì nữa chứ. Bên kia nó cắt cớt rồi. Anh không phụ chết được nó đâu. Bài này nhá, mới lên mặt đất thôi đã không biết phải làm gì rồi. Trời thật. Đấy, ui bài nãy mà em đo chéo ấy, đo phát vào đây. Ta tích vào giáp thôi lấy giáp chứ đi. Không cái bài chết chưa. Anh chiếm xong bố vẩn anh về được thành dưới đất thì đánh thêm không? Ơ, đang bỏ về thành dưới đất. Đây, thành dưới đất anh còn chim cái gì không? Ừ? Hết rồi. Đang bỏ anh về thành dưới lòng đất này. Hết rồi. Đây này, như tôi này nhá, anh nhìn thấy cầu đất với cả nhà Cyclops không? Ừ. Anh đo xuống đấy, anh đập. Ừ, xong bộ này vừa đánh Nam kìa. Anh Nam kìa, nhìn thấy bộ tài nguyên chưa? Anh nhìn thấy rồi. Phải lấy bộ tài nguyên thôi. Nhưng mà lại sau, bây giờ lấy thành mít đi. Ừ. Cái mana của mình thì cũng gọi là đủ. Đủ lấy đấy. Ui, và sao?
Được, anh thôi, có rồi, mà quyết quyết. Anh Nam, anh lấy bộ tài nguyên luôn đi. Lấy em không ra được em ơi. Theo em lấy bộ tài nguyên trước. Nhà tới lưng một lần đo thôi, nhưng mà quan trọng là đây nó sẽ sợ cái đường này đây. Em nhìn thấy không, nó đang kiểu như đang vẹo vẹo, anh sợ nó không ra được. Bây giờ ấy, ngày mai đánh cái này, lấy hai cái đồ quan trọng này đo xuống đây, xong đo theo đường chính là hợp lý nhất. Cứ tập trung lấy trước cái này thì khi nào mình lấy được thành mít dư lực thì mình về mình lấy cũng được mà. Nếu mà bây giờ mình ăn trước nhá. Lấy sớm thì lấy sớm cho khỏe. À ừ thì rõ ràng. Cho khỏe lực. Căn bản là anh Nam ấy. Để anh up gấu sớm. Fly được. Bây giờ nhá. Bây giờ. Không, cái up gấu nó siêu quan trọng đâu, họ có ra mít được đâu. Bây giờ nhá. Anh phải xây cái thế thì mình lên, lên. Thì mình cũng chắc chưa cần ra mít bộ ấy. À không, mình nên chủ động trước mình cái Đức Cao biết vì sao em phải lấy mít đâu. Bây giờ nhá, ra mít là 135. 135 ấy là cái thời gian mà đấy. Đức Cao biết cái thành mít là thành ngày không? Nó bật cái soi sáng lên nó nhìn thấy nhiều cái lắm. Đấy, nhìn thấy rất nhiều cái mà thứ hai nữa là nó kịp tiến độ cho mình có thể build Titan. Đức Cao hiểu không? Build Titan nhưng cái này có thể là build được ít nhất là Naga hoặc là thần đèn để cho tuần sau mình mạnh. À đúng rồi. Đấy cái vấn đề là như thế. Mua mấy con ngựa đây này. Thôi không cần. Con này nhiều làm gì đâu. Anh ngơ. Bỏ nó màu gì nhỉ? Cái này mình có. Anh Nam ơi, cái đấy đấy cái. Thôi không cần đâu. Cái con búp bê làm gì? Búp bê trừ lắc, búp bê trừ Moran à? Đúng rồi. Trừ Moran đối phương à anh? Trừ lắc. Đập hai cái đấy đúng không? Đấy. Xong rồi lại đo phát xuống dưới bên kia có đồ chơi à? Đấy. Ui dồi, bài anh ăn đẹp thế. Timmy ở này là... Anh rất đẹp. Anh nào? Anh ăn, cố ăn nhiều Cyclops lên. Để anh thì... Anh nào ơi, anh nhớ sai ăn nhiều, ăn tài nguyên căn chỉnh làm sao để xây được cả các hồ của hai thành. Anh bui quân mà. Được. Đúng không? Anh bui quân thì anh phải túi cả cái đấy nữa. Ngon hơn Timmy ở trên tàn đốt, còn tiền, dưới ngon hơn. Không. Xuống lấy sách cái này em đánh cái này, khả năng là đánh cái này xong đo sang từ đây, nếu mà từ đây không biết mai đủ ra mít được không nhỉ, chắc không đủ được, thôi xuống lấy sách đất trước đã. À sách gió chưa cuộc quân vào đấy, lấy đồ chơi trước đã. Chà là gì, đi mít quả vừa rồi, nếu mà đi theo đường chính nhỏ vừa rồi thì mình cũng lập đèo rồng rồi đấy. Giữ mà là lại. Thế cái bài bài đã một cái cơ lông mà nó được hai cơ đánh nha. Đấy làm đúng cái câu được. Cơ lông nó sống đến khi nào nó chết thôi, còn nó còn lại bao nhiêu tên nó dựa theo power của bác. Nhưng là bác Nam có 18 power, nó lại 18 tên cứ đi đâu. Hình như là nó chỉ được 2 tên thôi chứ. Không, nó tồn tại bằng số lượng power. Không, nó phải đánh được chân nguyên. Nếu không bị đánh đâu thì phải thôi. À nó bị đánh, nó kiểu một chạm thì nó chết rồi. Bây giờ em hỏi bác, nó tồn tại là hai turn thì phải tên clone là cái gì? Đúng rồi. Đánh một cái chết luôn. Chắc gì đánh cái chết luôn là cái gì vậy? Đánh. Khỏe thế. 20 mày ăn cái đấy xong cũng đốt được mà thật không? 30.000 tiền. Anh làm tí đỡ phải vòng về. Đúng không? Ừ. Xây Castle City đồ hai thành đi. Nếu mà muốn bui Titan thì bây giờ xây luôn. 4 5 6 7. 4 5 6 7. À lúc nãy anh muốn xây cái này mất rồi, không kịp rồi. Ờ. Quay anh xây vừa chợ. Xây, đi vừa xây nhà chợ đúng không? Ừ. Không sao. Em nhìn thấy rồi. Bây giờ còn hai lần đo ấy, thì là thứ đây này. Ừ. Đo xong đây này. Không? Lấy cái này đo xuống đây, xong chạy. Khó nhờ, khó em tìm đi nhờ, đấy khó. Hoặc là bỏ tạm cái này đi á, tỉa thằng nào mình cứ lấy đi hai chỉ số. Thì anh sợ đây là mấy nước 300 over là cũng hơi sợ tỉa thiếu vậy. À từ chỗ này chắc là đủ 300 over tương đương với từ đây chạy. Từ đây chạy 600 over. Anh Nam cứ ăn con vịt đi cho nó khỏe, phải lưng. Ừ, vẫn đủ. Anh không cho David đánh à, David. David nó có đánh phản, nó có đánh cái phản. Đấy cái kiểu mana nhiều ấy, Zamit đánh cảm giác có thoải mái đúng không? Đạt thế đúng không? Vừa đi vừa đánh. Hôm trước trận của Đức là có 12 mana, một con tướng phép đã thành ra Đức ra mid ấy. Không vừa đi vừa đánh được nha anh.
quân anh khỏe, bà anh đẹp. Đấy, mà đây là tướng chiến nhá. Tướng chiến mà 17 mana, Ramit. Thì đức cao sao đánh không cần lên vội như thế, bởi vội thế nó không giải quyết nhiều vấn đề em. Với lại là quế thành gấu rồi nó quế double mana nữa. Double mana nhưng mà đang nói là chỉ số 0 ấy, con tướng chiến của mình ấy. 1-3-1 là đánh nhà rồng xong đã 17, Knowledge các thứ thì tội gì mà đức cao đánh như thế xong rồi ra break đàng hoàng chứ tầm này đức cao nhá. Hôm trước cũng kiểu như này, đức cao sang anh thì thôi, để cái gì ra mà chơi ấy. Mất công chạy thẳng ra mid mất 2 ngày xong anh lại chạy ra nước cao chưa kịp ăn gì lại phải chạy về. Còn anh chỉ ra mid ngó cái mid xong đi về, đúng không? Bạn em tí tiện đường ghé nhà dòng luôn không? Có chứ. Thế là không cần thiết phải không cần thiết phải quá vội đánh đánh mid sớm, mà quan trọng là em đủ đủ lực lượng. Tiếp. Tùy nhớ đâu kiểu break xong thì nó lại có đồ. Cơ bản là vấn đề đức cao ấy là đánh bằng tướng phép, đánh cung với cả legacy để up cái bây giờ up cái tầm này bác Nam đẩy em đánh trước luôn, em không có một cái gì cả bác Nam ạ. Vẫn cứ bình thường mà đánh thôi, có gì đâu. Nhà xấu quá, vẫn bình thường đánh bình thường thôi, có gì đâu. Đấy, tự nhiên này có cái bốc điểm đấy, anh ra mít anh hết mana rồi. Không mà sao tự nhiên con tướng phiêu nẻo đang ngủ mà leo ăn cái cột ép không làm đấy. Lao vào để lấy nước đi vô ấy, em có gì đâu. Đúng thật. Sợ thật cái bài này. Có một cái vị gì ạ? Tech 10 hay hơn. Đấy. Tech này được. Mà chắc thì đã chết quân luôn rồi. Nát nó chắc là không chết đâu, nó sao mà không chết được. Siêu. Phúc siêu lên cho. Lâu nặng nhất anh. Thường vẻ đái, thế mà đánh sao luôn. Thường vẻ đái. Bài như biểu luôn. Một luôn anh, hai con, năm hai con đấy phải một chết con rồng đen. Em biết rồi. Chắc chắn là chết rồi, con rồng nào cũng chết. Ăn được con kia không ạ, Timmy, con người cây nó bao nhiêu con. Ngày mai ăn con này là lên nó với lên ít gió này. Mai đánh con này với lên ít gió đo được hai phát này. Bây giờ cứ đo một phát khỏe thế. Timmy cấp 11, bạn em cấp 19 ạ. Đi xuống. Thế này. Thôi anh Nam ơi, anh về mít. Anh Nam ơi, anh về mít mũi không anh? Đang giải thoát làm gì? Timmy luôn. Sao giải thoát rồi bạn em? Đánh cũng phải có bài bản chứ đâu, phải đánh láo được. Nó khổ được lắm. Thế à? Sự được. Bài hát Timmy thực sự là không có khổ gì. Khổ lắm rồi. Kích luôn anh, còn bị kích luôn. Rồi. Anh sang giải thoát cho nó. Những cái đường này. Anh phải lấy mana đủ mana chứ, 15 mana rồi anh đo 2 ngày sang rồi anh còn cái nịt. À, thế là không có gì nữa chứ. Vậy thì phù bê thành khác. Không đủ. Đi đánh lên trên. Không xin xin nhà mana chưa? Không thì bây giờ sì anh chạy xuống thành thành rìa rừng rìa của nó này. Trời ơi, lại còn có cả vụ 20 gấu à? Dĩ nhiên. Đứng xây cái lúc tháo. Ôi ơi, xây mở mắt. Đây gì? Hot cửa. Đây. Được. Hot con này đánh tốt. Cố rồi. Không thể bỏ cuộc được. Anh vẫn nhớ luôn anh ơi. Cố. Bạn đấy của mình tao tốt lắm. Hôm nay ngủ ngoài rồi anh ạ. Tìm đánh đập thêm nhà rồng nữa, mua quân cho nó sông xanh. Còn họ cứ nói là rồng như kiểu đánh cung cấp 1 chứ. Thì thành gấu dễ mà. Mình thì nói tiếp ra chưa biết làm cái gì. Thành gấu quân nó khỏe, tướng nó cũng... À, tướng công nó toàn hai mấy ba chục này. Dưới kia có hai mỏ xanh lúc rồi anh nhỉ. Ờ lại đi trước à? Cay nhỉ. Quýt đúng. Ở số đấy hai mỏ xanh lúc kia luôn không anh? Đấy cày tỉa một búa cho khỏe. Bốc ngon. Đi. Cái bốc này ngon này. Nhanh lên. Còn xây quân xây nhà các thứ nữa đấy. Kiếm thần luôn nhỉ. Nhà rồng đâu nhỉ?
không cần vội đâu anh. Đạt, Đạt ơi, cái thời gian kia cộng cộng vào thì có cộng tính luôn không hay tí nó lại trừ đi? Hình như nó trừ đi rồi, em không biết. Ví dụ như mình còn 10 giây, mình cộng có mắt là 40 giây không? Nhưng mà đánh mình chỉ đánh 5 giây sau rồi nó lại có còn 10 giây không? Hay là nó lại vẫn em còn 35 giây? Tí anh nhìn anh Nam thì vẫn còn kìa. Vẫn còn kìa. Đường ngọc thôi, nhiều lắm. Ngọc á, tỉa tỉa không thì xây. Mạnh tay lên anh. Còn cái nào, à đây, xây đã. Kiếm tinh thần kìa. Chạy cũng được, chạy xuống, chạy scout đi, đừng về. Về làm gì anh? Hả? Sao anh đi thẳng xuống nhà thành nó đi. Không anh, bộ thế này. Bây giờ nào đi. Anh nhìn thấy rồi. Dạ, thôi kiếm thần kìa. Với anh đấy. Còn một giây chả kịp nghĩ gì nữa. Bây giờ đánh ngủ rồi. Đánh nó kiểu trai hát làm ra đâu. Cứ thường đánh kiểu trai hát là đến tầm này là hết thời gian ấy. Đánh nó kiểu cứ bị vội. À thôi anh Nam ơi, bây giờ anh ra ăn nhà rồng đi. Tí tiện đường đi xuống ăn kiếm thiên thần sau không muộn, đúng không? Có nhà, nhà rồng rồi. Nhà rồng đâu? Nhà rồng ở dưới bây ấy. Bây giờ chỉ có đánh Cyclops thôi. Cyclops nhà rồng thôi. Không. Anh có nhà rồng ở dưới này, xuống đánh nhà rồng đấy đấy. Nhà rồng có... Đấy. Về phía nhà thằng Timmy đấy. Nhà Timmy làm gì có nhà rồng đâu? Ở phía đấy, đấy đi xuống đấy. Từ cái thành mít chéo thẳng về cái góc thành nhà thằng Timmy có cái nhà rồng ấy. Anh hai đo ở đấy. Đấy là anh đá hai map thì anh chả thế. Timmy ơi, bên nhà rồng đâu? Nhà anh Nam, anh Nam vừa nhìn thấy đấy, anh Nam chỉ lại. Với cả anh nhớ đâu đánh nhà rồng ra được đồ luôn thì sao, đỡ phải đánh thì sao? Cất con Naga đi, không rồng cắn chết đấy. Play đi. Ờ được, đúng rồi. Còn Meiji thì để lại thôi, hút đam thôi. Play đi anh. Đi ngang à? Đập luôn, đập con... Đập con này thì mình sẽ phải đi chéo. Theo em là không cần đánh con mi ra tút đâu. Về nhà rồng anh tí anh mua quân của thành gấu là đủ của anh rồi. Đúng à? Kinh vậy. Quá thừa. Sao mà anh biết quân họ được? Không thừa đâu. Đánh như chim lửa đấy. Chỉ xây ta ven em. Ta ven chỉ nhìn được quân thôi. Nó thì ổn hơn đấy nhỉ. Ở dưới mình đâu hết. Ủa. Thắm thế. Kết hợp xếp xong. Một phát xét nữa là tươi. Ông mê teo. Sợ nó bổ chết chứ. Muốn rồi thằng này nó đánh thì thôi. Xin gửi đi. Ok. Tí nhầm. Ô sao cái đường đi map này dị thế nhỉ? Buồn cười đấy. Nếu mà anh chưa muốn đi thì anh đánh đấy xong anh đánh về phía bên tay phải thì anh cũng được. Quá. Bài nó điên rồi. Cầm sinh đức rồi, chết rồi, không mang cầm cửa sinh đức theo chứ. Anh đánh về phía tay phải thì anh cũng được. Đấy. Thì tạo thành một cái góc đấy, mình nhìn được hết cái góc đấy, có cái gì ngon mình ăn. Rồi giờ về ngủ, mai đủ mua quân đi đánh sang đánh nó luôn, giải phát cho nó luôn. Cổ chân nó. Nói cho em một chút hy vọng được không? Cho em một chút hy vọng được không? Chắc cái demon gì. Trời ơi. Phát thủ rồi đúng không? Nhà đấy hết. Hết chợ đấy anh, xây hết chợ lên. Không cần. Ok, tôi sắp hết giờ anh ơi. Sắp hết giờ rồi kìa. Thế nào? Mai gom quân. Xong rồi về thành. Hay
đêm ấy nhỉ? Ra cả đêm. Về thành Devin anh Nam ạ. Ừ, về thành Devin con trước xong về thành Titan con sau lấy giếng, về thành bên áp xong rồi về thành giữa, áp quân xong rồi về thành này đi. Hợp lý chưa? Ừ, hợp lý rồi. Thế là hợp lý quá rồi. Anh đến đây. I'm coming. Chỉ mua gấu và mua chim. Bỏ lấy chắc thôi. Mười chín, 25. Thôi cứ gom đi, đằng nào cũng thế rồi. Đằng nào cũng trong tuần mới mình đánh mà tội gì sang vội đúng không? Có mặc được bộ búa lên không anh? Chưa đó. Chán. Có, nếu mà anh có ít bét nước. Đòi, đo. Đấy, về đi. Tiết kiệm bước về. Tí mình đo trèo xuống mấy cái... Nghe sợ đấy. À, anh muốn ra hết quân à? Ừ. Anh vẫn về được thằng mít đấy. Ừ. Anh vẫn đủ bước về thằng mít mà. Anh Nam thay gấu lên. Cố lên nốt à? Nghe khiếp quá ba người. Ừ. Ok. Quân này thì... Đủ hết là kim cương đi anh. Giữ lại làm gì nữa ạ? Ý đằng nào anh cũng phải gì mà. Đúng rồi. Nhưng mà sợ anh thì... Em chỉ sợ anh cũng đủ tiền thôi. À, à. Tầm này em còn chưa có chạy. Em còn chưa có một cái gì. Em đã anh sợ cái gì luôn luôn luôn. Này đến cái nhà rồng nó còn xấu. Đây anh cái lấy cái stand này. Chịu. Làm tí cái stand này vẫn còn năng lực. Bây giờ thì về thành ngày xin lỗi mình ăn gấu ăn cái anh ăn được tầm chục cái bóc chưa anh ăn anh nào ăn được một bóc vẫn thiếu một tí được bao nhiêu con chim ở đây hả thì ăn nốt cả đi đấy bỏ à, đi sáu người thôi một làm sáu con chim thôi mà anh đi anh cứ về đi về thành gấu ngủ đi về anh chuẩn bị mai đi đúng rồi ừ. Về thành gấu ngủ đi về chuẩn bị mai đi mai ra mít biết đâu mình đi được đấy lại có bốc ấy thành gấu thành mít đúng không ừ, thành gấu và thành mít bên đằng nam rồi lại còn thành gấu nữa chứ không phải là thành gấu mà thành mít à thành mít là thành gì thành Titan bây giờ không đủ tiền con anh ở nhà không đủ để áp nữa lắp con gì rồi đi anh đủ hết rồi đâu được. Còn thiếu chim thôi kìa mình hết đợt à thế chịu rồi mai lấy hết chim rồi xong rồi thôi lấy em gì đã lấy xong chưa lấy chim đây chim mày này chim mày này và lúc mà mình scout thêm được một đoạn đấy thì lúc mà mình sẽ tính được xem là mình làm gì tiếp chứ bây giờ cứ ngồi tính này hơi khó đúng không chuẩn đến lúc ấy thì mình lại biết đâu mình lại nhìn thấy cái gì hay hơn. Còn ai đi đi. Ôi sao được logic nhảy ra. Đấy. Như kiểu bây giờ tự nhiên mình lại nhìn thấy. Đúng rồi, anh nhìn thấy rồi. Cầu gió hay bao kiểu như vậy. Nó tùy vào tình huống. Chứ bây giờ bảo... Ôi một trận của mày cậu có 21 điểm rồi á. Nên... Anh vẫn kịp đoạn mày lôi trước đất khoảng 26-27. Tự nhiên lại đi phải đặt dẹo ở đâu. Cái bây giờ tụt hết cả elo. Đấy kiểu cũng thuận nhưng mà lại đánh chúng chưa. Đi mẹ tao lại bảo kiếm. Bảo đi nào rồi. Mẹ elo đang cầy lại thì phải mất bao nhiêu ngày. Đó, cầy đo, 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 tự nhiên lại cứ lang thang đánh flex thôi. Phải đo đây mới được chứ. Đó chỗ này đấy, à? Có lệch không? Ừ đấy, chỗ đấy. Có sợ lệch chỗ đấy là gần thân. Không sợ. Mình đã thoát hỏi đi đánh họ là mình cũng phải quân mình cũng phải khỏe rồi. Mình chắc là bị họ đánh rồi, đúng không? Ừ.
thế thôi tạm đi phá lại chuyện gì cho anh em phải cả cả nhà nhưng mà ấy cái tầm Siva ấy một bốn x mà mang 102 chipset sang là hiếm lắm ấy, hiếm cực đỉnh. Bởi vì là một bốn x phải gom hết mỏ, nhưng mà đồng thời ấy, cái trận này là mình gom được 3 mỏ chipset ở tuần 1 cơ, thế nên cái lượng chipset tuần 2 nó tăng thêm mỗi thành 2 con nữa là hơn 4 con với 2 con với cả 6 con mỏ, hơn 10 con so với bình thường đấy. Bình thường là cố gắng tuần đầu lấy được một mỏ, nhưng mà trận này là bài nó xuôn. Bài là xuôn tuần 1 ngăn được 3 mỏ chim luôn. Ăn cái này này, xong về đây này, chạy bộ xuống đây này, xong hồi thành đo ngược lên đây, chạy lên đây vừa đủ, ăn cái mỏ chim này vừa đủ lực ăn cái mỏ chim luôn. Nên thêm mấy bạn bỏ qua cái Naga banh ấy, từ chỗ này ấy, là mình tính đánh con Magot đây là còn dư 228 là vừa đủ ăn cái mỏ. Nhưng mà trận này nó không may là trước em anh hôm qua, trận này lệ quá. Em nghĩ Devin đúng không? Không, chưa biết được. Devin thì không thể nói gì được. Devin thì có thể quân thay đổi đột biến chỉ trong một tuần thôi. Ví dụ nhá, cái thành Devin ấy, đồ thì không biết. Bởi vì Devin đánh, nếu mà cái Demon thì đồ lên cũng khá chậm. Thế nhưng mà các thành khác ấy, trong một tuần đồ thay đổi rất nhiều. Nhưng riêng thành Devin trong một tuần quân lại thay đổi rất là nhiều. Sợ nhất là Demon thôi, bởi vì thường ấy phải hiểu là cuối tuần 1 đã W được con heo, con Quýt rồi. Thành nào, Devin nào, nếu mà đã xây quân tuần 1 kiểu gì W Quýt. Sang tuần 2 là mỗi thành là có 6 con cộng thêm kể cả không lấy được mỏ 12 con là cày đôi môn từ tuần 2 đã rất là kinh rồi. Em nghĩ nhiều quá rồi, bài em rất là yếu, không muốn được cái gì cả. Là đang nói trong trường hợp mà đặt trường hợp mà giả thiết đối phương có thể mạnh đến mức nào thôi, chứ còn bây giờ mà cứ nghĩ là đối phương quân bây giờ khác thì tuần 1 thì đấy đứa ấy là chủ quan. Anh lúc nào anh đặt trường hợp đối phương lên trường hợp rất là khỏe để anh thử xem nếu mà như vậy thì mình có bài gì không. Nhưng mà anh đánh anh nhìn bài em 145 nó chưa có một cái gì cả, anh hiểu như nào ấy. 45 rồi trước để anh làm sang anh, cái gì để anh sang giải thoát cho em. Mà tính cái đạn bắn lại thôi cũng gần chết. Chưa có cái gì nhỉ. Tự để nó được. Ôi giời ơi. Hiệu này lệch lệch quá rồi. Cái thành Devin là thế, mà thành Devin nó mạnh thì rất là mạnh, nhưng mà chỉ cần gặp cái bài nó hơi khó chơi ấy. từ đầu nó không suôn sẻ, rất là khó đánh, vì con Devin nó công đam các thứ thì ổn, nhưng mà cái vấn đề là nhưng mà sao chỉ số của team yếu thế nhỉ, em còn chưa dám đánh nhà rồng, em phải ăn thêm bắp để lao vào nhà rồng rồi. Anh Nam ơi, thôi anh mưa lửa chết bớt con gấu đi, xong rồi nhau vào, chín xét nhau vào. 2.003 rồi, qua nhiều 2.003 chia cho 9, anh có cách kể đánh con này đi luôn đấy. 3.000 chia 9, 2.007 à? Anh đánh kiểu gì à, đáng anh? Anh có lông con chim ra là anh có khả năng mổ đi luôn đấy. Kiếm anh hơn nhiều mà. Đánh kiểu gì à, đáng không? Thôi anh nào chim vào trong cho team đi, thích làm gì mà. Trời ơi. Trận đấu nhạt nhất lịch sử. Anh lên đoạn, coi như là con đồ đang của bóng. Như bay đỏ mà. Nước ốc.